chào tất cả các bạn. Tiếp tục chạy vô với chiếc của ông anh mình nha các bạn. Đây chiếc này hổng thử chào các bạn. Đang đi tốc độ này là 7.2 lý. Đi 7.2 lý các bạn, đi là 1.500 ra. Chạy quá dữ rồi các bạn. Vô cũng gần tới bờ rồi. Nước tạt quá tạt à. Đưa cho anh em mình chạy đi các bạn. Để sáng sáng chút rồi mình quay cho các bạn xem á. Hôm nay mình được đúng khá rồi các bạn. Hôm nay thì cũng được đâu khoảng là hơn một tấn, được 2 thùng máy, có mấy kết, gần 70 kết. Thì vỏ cào lụa. Hồi hôm nay em giác này trời sóng hơi lăng tăng, sóng hơi nhấp nhô các bạn. Thì có hai chiếc, ba chiếc, chiếc cầu lụa, cầu sò vậy ha, đang neo một chùm mấy các bạn. Tới đây cái kẻ này quá sóng rồi. Nãy giờ mình chạy khuất hòn nó bớt sóng, tới đây cái kẻ nó trống quá, nó sóng nó có gió nữa. Tươi xanh rất là ngon luôn. Đây con mực này tươi xanh luôn, con mực này là cào giải sáng rồi kéo lên được rồi. Mấy anh em mình nãy có chừa mấy con mực ống rồi, đang hồi đó mấy anh em mình mặn ra đó, rồi dồn cá chả vô mấy anh em chiên ngăn nha các bạn. Chứ bây giờ quá ngán rồi, không biết làm cái gì ăn hết. Đây cá trên xương nha các bạn. Cá trên xương này mấy anh em mà cào vô cá này thì thôi, bây giờ gặp mấy cái này là sợ rồi. Vô á, sắn á, lũng cầu tùm lum hết trơn luôn. Hổm mấy con này là đỡ rồi, hổm mấy con kia bự, con này không lấy cái ký ngoài vậy á, ở trong nó giọt ra cái là một lỗ chạy quậy luôn. Cá gỏi, cái gỏi thì cũng đâu khoảng từ 2 kg. Để chút xíu bớt sóng rồi mình đang trước mình dở đồng mình quay cá cho các bạn xem á. Hôm ở trước đầy rồi, giờ mình vô cái gần sáng rồi mình chắc ở ngoài nha các bạn. Đây kết bữa nay ở ngoài thì kết ém luôn, cái này nó khoảng là 18 kg á, 18 kg nha các bạn. Đây ngoài này thì mười mấy kết. Đây thùng này đầy, thùng bên đây đầy luôn nha các bạn. Đây mình dở đồng cho các bạn coi á. Đây đồng này đầy á. Bữa
tới xa xa đằng đó là nhiều quá các bạn, được 100 kết. Hôm chiếc đó trúng nhiều quá. Đây mình zoom lên cho các bạn coi, zoom nó hơi mờ, các bạn xem thông cảm cho mình á. Quá mờ rồi, không thấy rõ các bạn ơi, xa quá. Thì chiếc này nãy giờ vẫn còn chạy ngang ngang mình nha các bạn, đi tốc độ là ngang mình, đi là 7 lý mấy á, 1500 ra. Thì có ông bạn đang trên mùi xẻ khô rồi các bạn. Chiếc này đây đang lên cào quá. Lũ lụt á các bạn, mà thấy trước lên sàn rồi xúc đổ ra trước ha, có lưới bẩn nha các bạn. Cái này là lũ lụt á.